Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý dứt điểm vi phạm của một số doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, lắp đặt trạm trộn bê tông trên diện tích đất thuộc phạm vi thoát lũ sông Luộc và gây ô nhiễm môi trường. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đó là trạm bê tông Triều Dương của công ty cổ phần bê tông Triều Dương và trạm bê tông nhựa đường thuộc công ty cổ phần đường sông Hưng Yên. Đây là hai công trình mà hàng năm Ủy ban nhân dân các xã Hải Triều, Thiện Viễn và hạt quản lý đê Tiên Lữ thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ hoạt động, trả lại nguyên trạng vì vi phạm luật đê điều. Hiện công ty cổ phần bê tông Triều Dương đã tự động tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với diện tích đất mà công ty cổ phần đường sông Hưng Yên đang tập kết máy móc đang thuộc phạm vi thoát lũ của trạm bơm Triều Dương. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, thì huyện Tiên Lữ đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý nhằm đảm bảo đúng quy định về sử dụng đất đai thuộc phạm vi công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão.